Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đã giải ngân 382 tỷ đồng để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất. Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã tăng đột biến. Hàn Quốc sẽ đóng cửa hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử trong những ngày tới. Thưa quý vị, Philippines và Trung Quốc là hai thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của nước ta trong 8 tháng qua, với sản lượng là hơn 2,2 triệu tấn, trị giá trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu sang Philippines tăng 55% cả về lượng và kim ngạch, đạt hơn 274.500 tấn, tương đương 133,5 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 45,6% về lượng và tăng 28,9% kim ngạch, đạt hơn 91.000 tấn, tương đương 38,13 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Malaysia tăng 94,6% về lượng và tăng 87% về kim ngạch, đạt hơn 30.290 tấn, tương đương 13,57 triệu đô la Mỹ. Như vậy, sau 8 tháng đầu năm, Philippines đang tiếp tục dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 38% trong tổng lượng và kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, với trên 1,54 triệu tấn, tương đương 798,26 triệu đô la Mỹ. Giảm 10% về lượng nhưng lại tăng nhẹ 0,1% về trị giá. Sở dĩ lượng giảm 10% nhưng mà trị giá không giảm nhiều là do giá gạo xuất khẩu trung bình sang thị trường này tăng được 11,4% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm 2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm 29,3% so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng 8 là 10.179 chiếc, tương ứng đạt 222 triệu đô la Mỹ. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính, đó là Thái Lan với 6.507 chiếc, Indonesia 2.052 chiếc và từ Trung Quốc với 760 chiếc. Sau hơn 2 tháng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 17 tháng 9, thì hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền là hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động. Đến nay, ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành quyết định số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với gói hỗ trợ là 26.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ tiếp nối gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng trước đây. Tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đây là dịp để tỉnh ghi nhận, giải quyết những khó khăn giúp cho doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đại diện các doanh nghiệp, quá trình thực hiện ba tại chỗ, doanh nghiệp phải bỏ thêm nhiều chi phí, thể chất và tinh thần của người lao động cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì số vaccine phân bổ cho doanh nghiệp còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu. Doanh nghiệp đề nghị chính quyền nới lỏng quy định về tỷ lệ tiêm vaccine đi lại của người lao động khi thực hiện mở cửa trở lại từ ngày 20 tháng 9. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, ngành chức năng không tạo ra các loại giấy phép con làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tháo gỡ vướng mắc giúp cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cả cộng đồng, gián tiếp bảo vệ tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế. Dịp này, một số doanh nghiệp đã trao tặng tỉnh Đồng Nai thiết bị y tế, hàng hóa phục vụ phòng chống dịch với trị giá là hơn 17 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã tăng đột biến, tăng sắp xỉ 31% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 3,33 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 1,14 tỷ đô la Mỹ và chiếm 34,3% trong tổng kim ngạch. Thị trường Mỹ đạt 552,4 triệu đô la Mỹ, đứng vị trí thứ hai, tăng 67,5% so với cùng kỳ. Đứng thứ ba đó là Brazil với 393,5 triệu đô la Mỹ, tăng 57,4% so với cùng kỳ.
Ở thị trường trong nước, Cục Chăn nuôi cho biết từ đầu năm cho đến nay thì ngành thức ăn chăn nuôi đã có 8 đợt tăng giá với mức tăng là khoảng 30-35%. Thưa quý vị, mặc dù giãn cách xã hội nhưng mà sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội vẫn tìm được thị trường, mở rộng xuất khẩu đi nước ngoài. Đây là một tín hiệu rất là vui cho người nông dân sau những cố gắng tự thân và sự hỗ trợ của địa phương và các bộ ngành. Vườn nhãn chín muộn của ông Bảy đã đến vụ thu hoạch. Mặc dù giãn cách nhưng mà hơn 2 hecta nhãn của gia đình ông vẫn tiêu thụ được nhờ sản xuất đúng tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Những tiêu chuẩn có thể vào được các thị trường Malaysia, Australia, Mỹ, v.v. Chúng tôi là đầu tiên là thường thường người ta cũng hỗ trợ cho những buổi tập huấn về kỹ thuật. Thế coi thế là rồi là có những đơn vị người ta hỗ trợ cho cả vật tư nông nghiệp. Đó. Phát triển cây trồng theo hướng hữu cơ luôn là hướng đi bền vững, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính, mang về lợi nhuận cao cho người nông dân. Đây là kết quả tất yếu của ngành nông nghiệp Hà Nội khi đã nỗ lực tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường. Thông qua các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, địa phương đã liên kết với doanh nghiệp để đưa sản phẩm nhãn chín muộn đặc sản vươn xa ra thị trường thế giới. Thời gian vừa qua thì cũng thành phố cũng có quan tâm thì cũng đã cấp cho chi hội nhãn chín muộn là có 3 mã số. Hiện tại thì đang rà soát thì để cho hiệu quả tính nhãn chín muộn thì cũng đã ghép một số 3 cái mã số này thành một mã số để mình hướng đến thị trường ngoài nước thì nó cũng đảm bảo hơn. Xây dựng các vùng sản xuất đạt chất lượng cao, đảm bảo các yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới đã khiến cho nông sản luôn tìm được thị trường trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương luôn đồng hành cùng với người dân nhiều địa phương hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản khi đến vụ. Về cái việc là đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản và đặc biệt là các nông lâm thủy sản vào vụ, công việc hỗ trợ sẽ bao gồm là từ việc là nâng cao nhận thức cho người đứng đầu của doanh nghiệp và các cấp của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là hỗ trợ nâng cao cái năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. Trong năm 2021-2022, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đào tạo kết nối thương mại điện tử với các sàn thương mại điện tử, xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông sản mở rộng kênh phân phối, không chỉ trên toàn quốc mà còn tiếp tục triển khai mở gian hàng Việt trực tuyến quốc gia tại các sàn thương mại điện tử lớn ở nước ngoài, mở ra cơ hội cho nông sản Việt. Thưa quý vị, theo các quy định mới được ban hành, các cơ quan quản lý Hàn Quốc sẽ đóng cửa hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử trong những ngày tới đây. Động thái này sẽ khiến cho các nhà đầu tư có thể mất tới 3.000 tỷ won, tức là tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ. Theo thông báo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gọi tắt là FSC, các sàn giao dịch ở Hàn Quốc phải đáp ứng các điều kiện cần thiết để được cấp phép hoạt động trước ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch ở nước này khó có thể đáp ứng được các điều kiện mà chức trách nước này đưa ra. Do đó, gần 40 trong tổng số khoảng 60 sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc dự kiến sẽ phải đóng cửa. FSC cho biết quy trình cấp giấy phép có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, trong khi thời hạn là ngày 24 tháng 9, nên các sàn này gần như không thể được cấp phép kịp thời hạn. Một yêu cầu cần thiết để sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép là phải hợp tác với một ngân hàng trong nước. Các sàn giao dịch phải làm việc này để có thể mở tài khoản ngân hàng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, các ngân hàng Hàn Quốc do dự vì lo ngại nguy cơ rửa tiền. Theo Liên đoàn Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, các nhà đầu tư sẽ thiệt hại lớn khi giao dịch bị đình chỉ và tài sản bị đóng băng tại nhiều sàn giao dịch này, vì bảo vệ khách hàng có thể sẽ không phải là ưu tiên của những sàn giao dịch đang đối mặt với việc phải đóng cửa. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq ngày 19 tháng 9 đã đưa ra tuyên bố đề cập đến hoạt động xuất khẩu vàng đen của nước này và triển vọng giá dầu trong tương lai. Chia sẻ với báo giới tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Isan Abdul Jabbar cho biết xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng 9 dự kiến đạt 3,4 triệu thùng mỗi ngày. Iraq sẽ tận dụng một số điều kiện thuận lợi ở trong nước để tập trung đẩy mạnh xuất khẩu dầu. Ngoài ra, thì ông Jabbar cho rằng kinh tế thế giới đang phục hồi và nhờ đó giá dầu dự kiến sẽ duy trì ở mức là trên 65 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác
hay còn gọi là OPEC cộng, dường như sẽ duy trì thỏa thuận về sản lượng dầu khai thác trong cuộc họp vào tháng 10 tới nếu giá dầu ổn định. Tuy nhiên, quyết định của OPEC cộng còn phụ thuộc vào các yếu tố như là giá dầu giảm hoặc là khả năng các nước có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn chịu sức ép do sự xuất hiện của biến chủng Delta tại một số thị trường chính, đặc biệt là tại khu vực châu Á. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.